Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cho các bác sản phẩm kéo quát cánh trên cao được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Hiện tại công ty đang phân phối hai dòng kéo chính là kéo cắt cánh 2 đoạn và kéo cắt cánh 3 đoạn. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về các sản phẩm. Phía sau của em là các mẫu sản phẩm kéo cắt cánh trên cao đang được công ty phân phối. Sản phẩm kéo cắt cành 2 đoạn có hai chiều dài là 4m và 3m. Kéo cắt cành trên cao 3 đoạn có 3 kích thước là 5m, 4m và 3m. Tiếp theo em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về sản phẩm kéo cắt cành trên cao 3 đoạn dài 3m. Đây là phần ngoài bao bì của sản phẩm. Khi các bác mua sản phẩm tại công ty thì đều được tặng một lưỡi cưa kèm theo để các bác có thể cưa các cành to. Phía sau của sản phẩm là phần thông số kỹ thuật của sản phẩm. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết về thông số kỹ thuật. Phần lưỡi kéo được làm bằng thép đen rất là bền sắc. Bên cạnh là phần giữ quả để các bác có thể là hái những quả trên cao. Các bác lưu ý là phần giữ quả các bác sẽ hướng về phần chùm quả hoặc là quả các bác muốn cắt như hình sau. Đây là phần nắp lưỡi cưa. Giờ em sẽ tháo phần ốc và lắp lưỡi cưa vào cho các bác xem. Phần thân kéo thì được làm bằng hợp kim nhôm rất là bền và chắc chắn. Khi các bác muốn kéo dài kéo ra hoặc thu ngắn kéo lại thì các bác sẽ ấn vào phần chốt này. Các bác lưu ý là phần chốt thì các bác sẽ phải khớp vào các phần nỗ ở trên thân của kéo. Các bác lưu ý là trước khi bấm và rút phần chốt ở phía dưới, các bác sẽ phải mở chiếc khóa an toàn ở phần có bóp. Sản phẩm kéo cắt cành 3 đoạn dài 3m thì thu ngắn lại tối đa sẽ là 1m4. Phần thân kéo sẽ có thêm một phần tay cầm bằng xốp để các bác có thể là cầm nắm một cách dễ dàng hơn. Phần tay cầm thì được làm bằng thép không gỉ. Khi các bác muốn sử dụng thì các bác sẽ mở phần khóa an toàn ra, sau đó bóp. Khi các bác muốn cắt cành, các bác chỉ cần bóp nhẹ là có thể cắt được rồi. Phần dây chèn lực
rất là to và chắc chắn. Phần dây truyền lực được truyền từ tay bóp đến phần lưỡi kéo. Các bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm tại cửa hàng trưng bày sản phẩm, trụ sở chính Nghệ Xuyên, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, hoặc đặt hàng trên website tuibaotraicay.vn và longnghiệpthanhha.vn, hoặc liên lạc đến số hotline 0982 179 226 và 0833 488 885 để gặp nhân viên tư vấn chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn mua hàng. Đơn hàng sẽ được vận chuyển qua bưu điện đến địa chỉ yêu cầu, được kiểm tra và thanh toán trước khi nhận hàng.